Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một phần để chúng tôi nhận thông tin phản hồi từ khán giả khi mà chuyển đến chương trình qua hotline 0901812999. Và thưa quý vị, chúng tôi nhận được thông tin của người dân sinh sống tại tuyến phố Trần Quang Diệu, quận Đống Đa, Hà Nội. Theo phản ánh thì công trình vườn hoa Trần Quang Diệu cũng đã xuống cấp theo thời gian, trở thành nơi đổ rác của một bộ phận người dân, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. Người dân cho biết, tháng 10 năm 2014, người dân hai phường Quang Trung và Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội rất phấn khởi khi vườn hoa Trần Quang Diệu được đưa vào sử dụng. Với hệ thống cây xanh, thảm cỏ, cột đèn chiếu sáng, nơi này đã đáp ứng nhu cầu tập thể dục thể thao, có một không gian trong lành, thoáng mát cho người dân khu vực. Tuy nhiên đã 9 năm đi vào sử dụng và không được tu sửa bảo dưỡng, vườn hoa đã xuống cấp, nhếch nhác. Nhiều vị trí vỉa hè trở thành nơi tập kết rác thải, thiết bị tập thể dục trở thành chỗ phơi chăn màn, quần áo của các hộ dân. Trong công viên, các ghế đá sau thời gian dài không bảo dưỡng đã dần bị hỏng. Người dân đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra xử lý tình trạng trên.